À, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Rồi, ok, nó thắng. Còn nó nhường mình đi trước rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, xong. Oh, chưa gì ra chiêu rồi hả? Này thì ra chiêu này. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Oh, lợi hại đấy anh trai. Hết chơi chiêu nhé anh trai. Nhưng mà phá cái lá đó ngay không cho nó gọi mấy con của nó ra. Your attack triggered my effect. Flip. Your attack triggered my effect. Chơi bài gì nè anh trai? À, hết bài để chơi rồi. Your attack triggered my effect. Anh hết chuột rồi anh trai. Not too shit. But you ain't gonna beat me with those lame attacks. Not too shit. But you ain't gonna beat me with those lame attacks. Nói chung là nó không có lá tuôn quốc đó, nó không ra bài được ra về cái đấu với bộ này mà không đập được cái lá đó là cái cuốn sách đi là nó chết. I end my turn. Hold on a second. I'm gonna activate this. Rồi, ok, cho anh trai cộng máu đây ạ. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi, thắng. Yeah! Oh, giá này thắng lẹ quá. Rồi nó không nhiều mình đi trước nữa. Rồi ok, em sao cả trước sau gì cũng được. À, rồi ok. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Ngẫm. À, cho nó rút bài. Ồ, chưa gì tính rút ra con này luôn hả anh trai? Rồi, à, sao nữa? I end my turn. Vô. Bộ này nó không có con này thủ cao cả, chỉ có mấy con chuột này nó lì hơn. Your attack triggered my effect. Flip. Your attack triggered my effect. Rồi, ok, anh hết chuột rồi. Thôi ra chắc là còn con nhưng mà đang cầm tay. I end my turn. À,
con này. Ok. Cho nó sinh tí máu vậy. Nó chơi bài vi khuẩn các bạn. Này chắc là dung sáng, dung tóc, dung móc, dung kim gì nè. Rồi, ok. À, anh ấy hết chiêu rồi. Thấy ra bài cái đó là hiểu. Rồi cho em xin ra bài tí nha. Chết chưa anh trai? Rồi, ok, cho anh ta cho em xin ba lá đi ạ. Ồ, con này nữa hả? À, có bộ giáp. Ồ, hai lá này không biết xài. Man, I got totally whooped. But I'm never gonna quit as long as I got my whole future ahead of me. Rồi ok, cho mấy để coi nó cho hai con kia không để ta lấy. Con đó 1400. À, con này không biết xài mà nè, rưỡi giờ không cần nữa rồi. Đây, được thêm con này nữa rồi lợi. 49 lá hả? Vậy là hơi nhiều. Rồi bỏ con bớt con này ra đi. 48 lá thôi các bạn. Ok, chơi tiếp nào. Joey Wheeler doesn't take a backseat to nobody. It's time to duel. Cái bộ tuôn đó thì nói cho mình nói rồi, nó không ra được cái lá, cái lá cái chuyện là nó không thắng nổi mình đâu. Rồi ok. Đi trước đi sau gì thì nói chung là mình vẫn có thể đánh được nó nếu mình chơi cái bộ này. Ồ, oh, chắc là ra bộ quỷ rồi. Wow, à không, đó là bộ tuôn các bạn ạ. Ồ, oh, lợi hại, lợi hại. Hổ báo, hổ báo. Ồ. Oh. Hổ báo cáo trộn với anh nè. Ấy chết, bắp chuột phải mà không ăn. À thôi lỡ rồi không sao. Coi như chấp nó đi. Quên mất mình ấn chuột phải để úp cái lá xuống lượt sao nó bắn mình chơi nó rồi. À, hụt tay. Rồi giật bài nó nào. Hay quá, giật được của nó lá tuôn quớt còn lại mình đỡ khổ. Nhưng mà không phá được lá này là mình mệt đấy. Rồi cho nó bắn một phát vậy, biết sao giờ. Thủ đi, từ từ đã. 1900 nha anh trai. Đáng lẽ là mình còn áp chế được nó cơ mà nãy tại bấm nhầm thôi. À con này phải hiến tế. Quên mất, phải có ba con này để mình hiến tế mới ra được. Con này không phải đè summon mà phải hiến tế các bạn.
À mà phải là hiến tế ba con quỷ luôn nha. Ba con mà phải hệ quỷ hết mới dùng được. Mình chắc phải bỏ con này ra rồi, tại mình đâu có mấy con hệ quỷ đâu. I'm switching it to defense position. I'm switching it to defense position. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. Nó là muốn dùng nó thì phải hiến tế nó đi, sau đó là hồi sinh nó lại, chứ không kêu nó ra hay kiểu bình thường được. Take this. I activate magic arm shield. Oh, chơi hay đấy. Rồi sao xin lại miếng máu rồi. Trả em cái con chiến binh của em nào. I end my turn. Rồi anh ấy lợi hại đấy. Tại vì mình không có mấy con hệ quỷ cả, thành ra là nếu mà vậy khó gõ con này ra lắm. Mà phải ba con chết rồi mới hiến tế được nha. Con này thuộc lại khó xài, muốn chơi nó phải chơi bộ quỷ. À, chết màu lại con này. Rồi ok, chấp luôn. I end my turn. Rồi cho nó xin tiếng huyết đi, không gấp. Gọi anh em ra đi. Rồi xong luôn nè. Ồ, đầy máu luôn hả anh ta? Ghê vậy. Not too shit. But you ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi ok, tiếp tục nè anh trai. Anh hết bài rồi. Không rút được con Suman như ý rồi. Đây, muốn dùng thì phải dùng vậy nè. Nhưng mà giờ You're gonna tribute summon? Giờ có con nào bàn này đâu để mà đánh. Cái này nó quýnh của 2-2 à. Rồi ok, cố gắng kéo dài mạng sống thêm được nữa. Ok, cố gắng tốt đấy. À, đáng lẽ nó chết rồi á. Mà rồi ok, công nhận cái sự cố gắng của nó đi các bạn. Rồi ok, đòn giảm tấn công hiệu quả đấy, sức mạnh là tối đa luôn á. Ồ, oh, tiểu hồi được con này ra thì nhờ ít ý nghĩa gì nữa đâu. Rồi cười đi anh trai. Hãy cười khi còn có thể. Rồi không dùng thì để làm gì. Rồi kết trận nha anh trai.
chưa quăng này ra rồi. Ok, thích thì chiều. Rồi ok, quăng lá này ra luôn, bảo vệ lá này của mình. Lá này tính ra không thực dụng mấy các bạn, chỉ ra được nó thì khá là nguy hiểm đó, tại vì nó chết rồi nó sẽ bắt một con đối phương về phe mình. Rồi ok, dàn trận đối mặt nha nào. Ok, lại hại đó anh trai. Từ từ khoan đã. Đó. Chưa tới lúc tổng tấn công đâu các bạn. Rồi ok, cho nó lấy lá đó ra luôn. Rồi biết ngay là anh lại cười mà. À nó bắn con này. Rồi ok, cho anh trai bắn luôn đó. I end my turn. Rồi cho anh trai, anh trai sợ chơi. Lật lên nè. Rồi để như vậy nó khỏi xài tráp luôn. Rồi xong, có con này nó đặt tráp xuống là như vô dụng luôn các bạn. Rồi cộng máu đi. Rồi anh ấy đang cố gắng cộng máu đấy. Rồi ok. Rồi thí con này thôi. Rồi ra con chuột nữa đi anh trai. Rồi anh trai cứ rồi tung một con ra để bắn con này của em đi, em bắn chết không đó liền. Dám không? Ồ dám chứ, dám chứ. Hảo hán. Đó phải hảo hán vậy mới được. Chứ không mà mình em đánh anh kỳ lắm. I end my turn. Oh. Perfect. Mình cố tình đọc sai đấy nha. Your attack triggered my effect. Rồi. Hết chuột rồi anh trai ơi, khỏi cần tỏ ra nguy hiểm làm gì. Not too shit. But you ain't gonna beat me with those lame attacks. Con này mất hai lượt mới lật nó lên lại được, thành ra mình nói rồi, thường nó không có thọ được đâu. I'll just go along and set this card. Rồi úp tráp xuống liền tay. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Giờ anh có xài tráp được đâu, anh nguy hiểm. Yeah. Rồi ok bắn. À, lại con vi khuẩn à. Nhưng mà hình như chưa kịp hút máu là anh chết rồi anh trai. Man, that was close. Too close. Cái con Jinzo này rất nguy hiểm. Nó không lật tráp lên được luôn.
better think of something fast. I'm running out of options. Rồi kết thúc rồi anh Tai ơi. Rồi ok cho em xin ba lá nào. Cái lá này có rồi. À lá này chưa có nè, hay. Ồ oh, được có một lá mới là hơi dở mà thôi kệ, lá này cũng hay. Man, I got totally whooped. But I'm never gonna quit as long as I got my whole future ahead of me. À rồi, ok, anh Tai không cần phải tỏ ra cây cú gì đâu. Rồi ok, cho con này vô nghỉ. Cái áo giáp này thì không biết xài. Thành ra thôi, rồi làm sao cả, lấy cái lá bài phép kia ra mà xài. Con này thôi dùng làm gì. Cái này chơi phong ấn nè. Đây rồi. Một trong những cái lá mà nó úp tấn công cũng khá là lợi hại đó. Rồi ok. Tập này ngưng ở đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bye bye.